Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni chứng minh, kính bạch lão cư sĩ Diệu Âm, kính bạch tất cả các cha các má các ông các bà, tất cả các chư vị đồng tu trên toàn thế giới đang có mặt ở trang Zoom ngày hôm nay. Chúng con vô cùng là hoan hỉ. Càng ngày thì niềm tin của chúng con càng tăng trưởng. Càng ngày thì chúng con càng mong cái ngày để chúng con được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhất là trong cái thời gian gần đây, hôm qua hôm kia chúng con lại nhận được một cái tin, một cái bức thư của anh Quốc Tuấn đưa lên là nhờ vào kinh Phật, kinh Bửu Tích mà biết rằng chính Đức Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa đã hộ niệm cho phụ thân, đã hộ niệm cho tất cả dòng họ Thích nhà mình, và chính phụ thân của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cùng dòng họ Thích đều được vãng sanh, làm cho niềm tin của chúng con càng tăng trưởng. Chúng con càng trân quý cái cơ hội này, càng thấy rằng Phật Pháp vô cùng là chính xác, không phải là một cái chuyện mông lung như trước nữa. Và bây giờ thì chúng con càng trân quý cái cơ hội này. Chắc là con cũng tin rằng tất cả các cha các má cũng cùng với chúng con càng ngày thì càng tin tưởng, càng ngày thì càng vui, càng ngày thì càng thấy cái cơ hội này vô cùng là quý giá. Bởi vì trước, nếu mà chúng ta chưa có cơ hội này thì chưa có một hiện tượng nào, đặc biệt là người Việt Nam, những người mà tài gia như các cha các má, như ông bà cha mẹ mình từ trước hoàn toàn là bị đọa lạc, hoàn toàn bị đi vào ba đường khổ. Bây giờ có cơ hội này, đây là một nhân duyên vô cùng là thù thắng. Chúng con vô cùng là hoan hỉ. Không biết là con hỏi là các cha các mẹ có vui vẻ hay không, có tin tưởng hay không ạ? Nếu mà tin tưởng thì cho một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta trân quý đến cái cơ hội này. Chúng con càng thấy là niềm tin của mình càng vui càng vững vàng, và càng thấy trân quý cái công ơn của lão cư sĩ Diệu Âm đã hoằng dương cái pháp môn hộ niệm này, đã mang Phật pháp, đã mang vận dụng tất cả những cái lời Phật dạy, lời tổ dạy vào cái phương pháp này để mà hướng dẫn cho các cha các má, các cụ các ông các bà. Và cũng nhờ cái phương pháp này mà trước đây, trước cha má, trước các cụ, các ông, các bà đã có rất nhiều người vãng sanh, rất nhiều người tin tưởng, rất nhiều người đi theo cái phương pháp này đã được vãng sanh từ tại. Gần đây nhất là có một ca hộ niệm là có cụ là được hộ niệm rồi biết gặp được chính Đức Phật đến, và từ chỉ đó nói ra rằng tôi đã nhìn thấy A Di Đà Phật đến đón rồi, chào ban hộ niệm, chào mọi người và tự tại ra đi. Cho nên là chúng con càng thấy niềm tin của chúng con càng vui vững vàng lên. Chúng con xin kính mong tất cả các cha các má, các cụ các ông các bà trân quý đến cơ hội này,
trân quý lấy cái cơ duyên này, trân quý lấy những lời hướng dẫn này để một đời này y theo làm đúng như vậy, để một đời này ai cũng được vãng sanh về Tây phương cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, bây giờ chúng con này cung kính cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm từ bi tiếp tục hướng dẫn các cha các má, các cụ các ông các bà cùng với chúng con làm sao để biết được từng điểm một cụ thể chính xác để một đời này chúng con làm theo đúng như vậy, để một đời này ai cũng được vãng sanh về Tây phương cực lạc. Cung kính cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Diệu Âm cung thỉnh chư vị tăng ni, chư tôn phẩm cùng chư vị thành tâm niệm 10 câu danh hiệu A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật, không biết chư vị nghe âm thanh có rõ không? A Di Đà Phật, dạ thưa thầy rất là rõ ạ. A Di Đà Phật. Nãy lắng nghe bác Minh Đạt. Bác Minh Đạt nói là cảm ơn lão cư sĩ Diệu Âm. Nhưng mà trong khi Diệu Âm này thì thành tâm tri ân các vị hộ niệm, nhất là hộ niệm ở Việt Nam. Mới vừa rồi đây, đúng là bác Đạt nhắc câu này rất là hay. Là ở Việt Nam vừa rồi mới đưa lên trên thế giới hộ niệm, tức là cái group của chúng ta đấy, một một vị hình như là ở Hà Nam. Hà Nam bác Đào Thị Ngữ, pháp danh là Diệu gì ha, pháp danh là, để coi lại hen, ra đi mà ngon quá chừng, bác gì hả bác Diệu Nga. bác Diệu Nga hả? Dạ. À, ngon 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 ngon, trả lời ngon rồi. Tôi quên rồi, mới quên rồi. Bác Diệu Nga 60 tuổi niệm Phật ra đi ngon quá, xin cho vị cho tràng vỗ tay. Ra đi mà clip là nghe cô ta giơ tay lên kêu lên là A Di Đà Phật đã đến rồi, thì rồi rồi mặt sáng rỡ lên rồi buông tay xuống ta đi luôn giữa tiếng niệm Phật của bao nhiêu người. Như vậy xin hỏi chư vị là chư vị cũng muốn vãng sanh không? Tại sao vị Phật tử Diệu Nga ra đi ngon lành vậy? Xin thưa với các mẹ, các cha. Điểm chính yếu là vị Phật tử này nhất dạ tin tưởng,
niệm Phật và tha thiết nguyện vãng sanh. Cô thì trước đó cô cũng tu khắp nơi, cũng giống như bao nhiêu người. Nhưng khi biết mình có cái bệnh ung thư, liền được chư tăng ni khuyên giải, cô quyết lòng buông hết một câu A Di Đà Phật niệm tới cùng. Cho nên cô chí thành quá đến nỗi A Di Đà Phật hiện ra. Chị vị thấy hay không? Hay. Mình giả sử như là cái lúc bao nhiêu người hộ niệm cho cô đấy, mà cô đào thiên ngữ này cô không tin, cô niệm cho lấy có, cô vây cái chỗ này để mà chữa bệnh, vây cái chỗ kia để mà trả nghiệp. Chư vị có nghĩ rằng là cô có được ra đi mà vững vàng như vậy không? Không. Vì thế cho nên khi ra đi, điểm đầu tiên là chính người bệnh phải vững vàng nghe chưa vậy? Niềm tin không vững vàng thì lời nguyện cũng không có tha thiết. Và niệm câu A-di-đà Phật cũng không chí thành. Từ đó mà bị lôi vào cái vòng gọi là nghiệp chướng đấy. Nếu mà tu hành giỏi cũng chỉ trở lại trong những con đường thiện, vẫn không thoát khỏi sáu đường luân hồi. Các bác, các anh, các chị nhớ cho kỹ cái điểm này. Thì quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đi. Mong các cụ tuổi đã cao, đang đối diện với căn bệnh, tức là coi chừng thọ mạng của mình, đang đếm từng ngày đấy. Dâm thấy rằng là cuộc đời này khổ quá rồi, thực sự khổ rồi. Những vị mà trong dòng họ chúng ta trước đây cũng có tu hành, nhưng mà rồi ra đi hình như là đều vướng nạn, chỉ vì không có ai nhắc nhở con đường niệm Phật để vãng sanh, thành ra hoang mang phân vân do dự và đi mông lung trong lúc chuẩn bị liền cái báo thân này. Thành ra có tu mà không có giải thoát. Hôm nay chúng ta nhìn thấy những người vãng sanh. Bác Diệu Thọ có thấy rõ ràng, mẹ Diệu Thọ có thấy rõ ràng không? Rõ ràng là thấy những hiện tượng vãng sanh trước mắt, làm chứng cho chúng ta, để chúng ta phải vững mà đi. Mẹ Mỹ Quang có nghe con nói không? Mỗi người phải tự mình vững vàng mà đi.
Dạ, đúng rồi. Mẹ Mỹ Quang phải vững vàng thì mẹ Mỹ Quang mới được vãng sanh. Mẹ Diệu Thành có vững chưa? Vững vàng mới được vãng sanh. Không vững vàng có người hộ niệm cũng không được vãng sanh. Mẹ Hoa Tâm có vững không? Có ngờ vững vững như thế là trong đời chúng ta tu khắp nẻo, cũng giống như là Phật tử Diệu Nga bây giờ thành Bồ Tát rồi. Nói đây, trước đó chúng ta không biết, chúng ta cứ tu khắp nơi, nhưng khi gặp được một cái cơn bệnh, chính nhờ cái cơn bệnh này mà thúc đẩy cô Diệu Nga quyết lòng chuyên lại. Như vậy bây giờ mẹ Diệu Huệ bây giờ đang già rồi phải không? Ngày giờ ra đây không còn bao lâu nữa phải không? Nhất định phải chuyên lại thì mới kịp cứu đời của mẹ, vượt qua sáu đường luân hồi trở về Tây Phương. Nhớ không mẹ Diệu Huệ? Nhớ không? Nhớ vỗ tay đi. Hôm nay cho nên mẹ Nhật Hải này, mẹ Nhật Hải nhớ không? Đang ngồi không nói đấy, nghe không rõ đấy, chờ từng ngày ra đi đấy. Đấy, nhớ nha, vỗ tay đi thưa em, vỗ tay đi. Phải chuyên tinh lại, một câu A Di Đà Phật niệm tới cùng. Con nhắc nhở cho má biết, một câu A Di Đà Phật niệm tới cùng, không cần niệm bất cứ một cái gì khác, quyết lòng nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, không được trao đảo. Ra ngoài đường gặp người này nói ra kệ họ, gặp người kia nói xéo kệ họ, gặp những người không tin kệ họ, người nào tin thì về đây niệm Phật, người nào không tin thì đường ta quyết niệm Phật. Cớ chi phải nghe lung tung, cớ chi phải bàn luận. Quyết định như vậy thì chư vị có thể ra đi giống như cô Diệu Nga. Nhớ cho kỹ, cô Diệu Nga đây, Phạm Thị Đôi bắt tìm rồi, nhớ nha, đang nằm trên giường là chờ từng ngày ra đi. Hãy nghe cho kỹ, bây giờ chứ còn có cô A Di Đà Phật mới cứu mình mà thôi, ngoài ra không có con đường nào khác. Xin chư vị phải nhớ, dòng nhắc nhớ này là nhắc nhớ chung tất cả các cụ, các bà, các má phải liên lạc chặt chẽ với ban hộ niệm. Tại vì chỉ có những ban hộ niệm, chỉ có những người hộ niệm, người ta mới trực tiếp gỡ rối cho mình, niệm Phật bên cạnh mình trong lúc ra đi. Còn cái đường xuống này không thể nào làm được chuyện đó, mà chỉ gỡ chung chung cho tất cả chư vị, nhắc nhớ là mỗi người phải tự vững vàng và tự kết hợp với ban hộ niệm. Ban hộ niệm nhất định có giá trị
vô cùng lớn, giúp cho chư vị có được cơ duyên vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nên nhớ nha. Cho nên hôm nay xin chư vị quyết lòng niệm Phật với cái tâm ý là bừng lên, kiên cường, dũng mãnh, cứng rắn, vững vàng để kịp thời theo A Di Đà Phật trở về Tây Phương Cực Lạc. Ban hộ niệm giảng gì mình nhất định phải nghe theo. Bác cô Dừa Hoa Tâm có nghe giọng nói không? Tại vì đã tại vì chỉ có ban hộ niệm mới tiếp cận được cụ Hoa Tâm, mới dặn dò những điều cần thiết cho cụ làm. Còn dự âm này là chỉ nói chung chung mà thôi. Cho nên hồi nãy bác Minh Đạt nói là cảm ơn cư sĩ dự âm, thì giờ dự âm cảm ơn các vị hộ niệm. Có những cái quy luật mà trong ban hộ niệm có, ở ngoài đài chúng ta không thấy. Nếu chư vị quyết lòng muốn vãng sanh thì thế gian phải buông xuống, cớ chi phải chạy theo thế gian, làm theo thế gian mà mình bị đọa lạc. Pháp hộ niệm rất dễ dàng đấy. Ban hộ niệm là những người giúp cho chư vị thực hiện đầy đủ tông chỉ của pháp môn niệm Phật ngay trong những giờ phút xả bỏ báo thân mà các cụ, mà mẹ giữ mệnh được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đó nha. Các con các cháu nhắc nhở bà cụ nha, làm đúng theo lời dặn của ban hộ niệm nha. Quyết tâm quyết chí mà làm đúng nghe. Họ dặn cái gì mình làm đúng như vậy, không được cãi lời họ, không được thay đổi. Nếu chư vị thay đổi là tự chư vị đi theo con đường khó khăn ráng chịu. Còn nếu chư vị thanh tâm nghe theo ban hộ niệm thì hy vọng rằng tất cả các cụ đều được vãng sanh giống như Bồ Tát Diệu Nga, thế danh là Đào Thị Ngữ, ra đi ngon lành vô cùng, giơ hai tay lên chào Phật đàng hoàng rồi buông ra đi. Xin thưa với chư vị, phước báu vô lượng vô biên, mong chư vị mình chắp tay lại. Cụ gì đó cụ tâm an khỏi cần chắp làm chi, cứ nằm như là được rồi. Thành tâm niệm Phật, hôm nay là niệm Phật, tâm mình phải kiên định. Niệm Phật tâm mình phải vung lên, nhất định mình phải thắng những cái nghiệp lực của mình để mình trở về Tây Phương. Tâm chúng ta vững, tâm chúng ta định, tâm lực mạnh này thắng tất cả nghiệp lực để ta về Tây Phương Cực Lạc. 10 niệm một niệm tất sanh, mong chư vị vững vàng điều này mà chí thành chí kính nghe, vững vàng để niệm từng câu A Di Đà Phật nha. Cụ Dự Thọ đâu rồi? Cụ Dự Thọ đâu, giơ tay lên coi. Cụ nào là cụ Dự Thọ? Đó rồi đó, đó. Quyết lòng nghe cụ nha, quyết lòng niệm Phật nha, nghe lời ban hộ niệm nha, kết hợp với ban hộ niệm nha, làm đúng quy luật hộ niệm nha, để cụ sẽ xả bỏ cái thân phàm phu, trở về Tây Phương lấy thân Bồ Tát bất thôi, thành tựu đạo quả nha. Cụ Dự Thọ rõ ràng chưa? Thôi bây giờ chắp tay lại. Cụ nào mệt thì để tay như thế này, cụ nào không mệt thì cứ việc cụ Hồ Tín nha. Cụ Hồ Tín hôm nay nằm đây ngồi dậy được rồi đó, phải không? Quyết lòng nghe cụ nha, quyết lòng đi về Tây Phương Cực Lạc, tín nguyện hạnh là đủ cho chư vị vãng sanh đây. Rồi xin chư vị chắp tay lại.
Niệm Phật nha. A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà A Di Đà Phật. 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 A Di Đà A Di Đà Phật. 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 A Di Đà A Di Đà Phật. 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 A Di Đà A Di Đà Phật. 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 A Di Đà A Di Đà Phật. 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 A Di Đà 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 A Di A Di Đà Phật. 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 A Di Đà 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 A Di Đà
Di Đà Phật. A 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 Di Đà Phật. Các cụ bà, cụ má có vững niềm tin không? Có. Nhiều người vẫn còn lung lay niềm tin, vẫn còn mơ hồ đường tu hành. Hôm nay có vững chưa? Vững. Chúng ta thường nghe trong truyện tích các vị tổ sư đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, khi ra đi nói rằng là A-di-đà-phật đã đến rồi, tôi đi đây. Thì bây giờ đây, chư vị có thấy là ngay ở Việt Nam chúng ta chứ không đâu hết, có người đã ngồi vãng sanh, có người biết trước ngày giờ ra đi, có nhiều người thấy A Di Đà Phật đến giơ tay chào rồi ra đi. Ở các nơi có những người đã đứng ra đi rõ ràng trước mắt rồi đấy. Xin hỏi các bà, các má, các anh chị em, chư vị đồng tu, có vững tin chưa? Có. Hãy thành tâm kiên định lập trường đi, thì biết chừng đâu trong những người chúng ta cũng có người đứng ra đi, ngồi ra đi, biết trước ngày giờ vãng sanh, thấy A Di Đà Phật đến giơ tay mừng rỡ rồi chắp tay lại ra đi, lưu lại thân tướng bất khả tư nghị.
Cho nên tất cả đều ở niềm tin. Tín vững vàng, nguyện tha thiết, quyết lòng niệm Phật. Chư vị ơi, một căn bệnh đến, khi chúng ta không biết đạo thì lo âu sợ sệt, khổ sở vô cùng. Nhưng bây giờ ta biết đạo rồi, ta biết con đường về Tây Phương Cực Lạc với A-di-đà Phật rồi, thì một căn bệnh đến là một cái ơn huệ, chứ có gì đâu mà sợ dữ vậy. Nhờ cái căn bệnh này giúp cho chúng ta sớm trở về Tây Phương Cực Lạc. Đây gọi là cái tâm lý lành mạnh mà giúp cho các ba các má mỉm cười ra đi, không còn thấy đau thấy bệnh gì nữa đó. Cô Đào Thị Ngữ, pháp danh Diệu Nga, bị ung thư mà mỉm cười ra đi đấy. Chư vị có thấy không? Nếu cô Đào Thị Nga, Đào Thị Ngữ này, cô Diệu Nga này bệnh ung thư suốt mà lo sợ từng ngày từng phút, thì nhất định ngày tháng đó cô Diệu Nga này phải lăn lộn từ trên giường đến dưới giường, than khóc đống trời, ra đi trong đau khổ và cùng chiếu đọa lạc biết bao nhiêu kiếp nạn sau này. Tin đi chưa vậy? Phải vững vàng nhé. Còn các ban hộ niệm, giờ ông xin nhắc nhở chưa vậy? Hộ niệm phải hộ cho vững, hộ niệm phải thành tâm. Mình phải có cái nguyện lực là giúp người vãng sanh, phải phát cái tâm bồ đề vững vàng ra. Trong cái đạo tràng của chúng ta có những người bệnh, xin chư vị phải phát cái tâm là cưu mang, là hộ niệm, là giúp đỡ người đó giống như là giúp đỡ của cha mẹ ta như vậy. Đừng có thấy một người trong đạo tràng đã muốn vãng sanh mà người ta bệnh, chúng ta lẳng lờ không lo hộ niệm, không chịu kêu các bác hộ niệm, để cho người ta ra đi năm tuần rồi mới báo cáo cho biết. Đạo tràng đông lắm, tại sao lại hứng khởi như vậy? Chư vị ơi, mình không biết hộ niệm thì phải kêu bác hộ niệm, kêu gọi mọi người giúp cho người vãng sanh, tức là giúp cho chúng ta. Tại sao lại hững hờ vô ý? Liệu rằng sự vối này đến khi phần chúng ta ra đi, người khác cũng hứng hờ như vậy thì làm sao? Nhớ nhé, tất cả chúng ta là phàm phu, người ra đi phải quyết lòng, người còn khỏe cũng phải tận sức ra mà trợ giúp. Tự lực là người bệnh, hộ niệm là tha lực, giúp cho người bệnh giữ được chánh niệm để họ ra đi, không nên sợi lơ là chuyện hộ niệm.
Cho nên mong các ba các má đừng bao giờ nghĩ rằng là lên cái đường Zoom này một tuần lên một tiếng rưỡi là đủ, mà đây chỉ là sự nhắc nhở chung, sự gỡ rối chung. Còn chính các ban hộ niệm ở sát bên cạnh các ba các má các cụ vô cùng quan trọng. Nếu chư vị quyết lòng một đời này thoát tất cả ách nạn thì không bao giờ được quyền. Nó thẳng thắn với chư vị, không bao giờ được quyền tự ái, không bao giờ được quyền ý lại, không bao giờ được quyền tự cho mình là an nhân tự tại. Ra đi không phải như vậy đâu. Nên nhớ chư vị và có lòng chí thành chí kính thì A-di-đà Phật gia trì, chư thiên long hộ pháp bảo vệ cho chư vị. Nếu mà chỉ có một ý niệm thượng mạng thì chư thiên long hộ pháp xa rời chư vị ra, lúc đó ban hộ niệm cũng không cách nào có thể điều giải được những mối rắc rối, những mối oán hờn mà do chính ta đã tạo ra cho chúng sanh đâu nhé. Cho nên cái vị Phật tử Diệu Nga vừa rồi vãng sanh là thực sự vị này đã buông hết tất cả xuống, đã một lòng theo đạo tràng để quyết lòng niệm Phật trở về Tây Phương. Cái lòng chí thành chí kính này đã giải quyết cho cô ta vượt qua tất cả nghiệp khổ mà còn an nhiên tự tại nữa. Xin thưa với chư vị, một vị tổ sư tu cả đời, sau cùng các ngài cũng biết được ngày giờ ra đi, an nhiên tự tại vãng sanh. Chúng ta là hàng phàm phu tục tử tội chứng sâu nặng, lấy cái lòng chí thành chí kính biết nương dựa lẫn nhau mà chúng ta cũng có thể biết được ngày giờ ra đi, an nhiên tự tại đứng ra đi, ngồi ra đi, nằm vẫy tay ra đi. Chư vị thấy cái gọi là cái phúc lợi, cái lợi lạc vô cùng khi chúng ta nhất định thành tâm nghe chư vị, chí thành nghe chư vị, theo đúng quy luật của hộ niệm nghe chư vị, thì chư vị sẽ được chư Phật Bồ Tát gia trì. Mong cho tất cả chư vị trên đường Zoom này đừng bao giờ sơ ý để rồi lên đường Zoom này mà sau cùng bị nạn, lên đường Zoom này mà sau cùng mất vãng sanh, oan uổng cả cuộc đời, tu hành mà sau cùng vướng nạn. Mong chư vị phải nhớ cho kỹ cái điểm này, nhất định đi hay không là do ở chính ta, đọa lạc hay đi về Tây Phương Cực Lạc cũng do tự mỗi người chúng ta thực hiện lấy. Người nào chí thành, người nào vững tin, người nào làm đúng quy luật hộ niệm với hàng phàm phu chúng ta dư khả năng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Người nào ý lại, người nào làm không đúng, người nào tưởng rằng là người ta tới hộ niệm là cái chuyện tầm vào, cái chuyện đơn giản, cái chuyện nhỏ nhặt, từ một cái điểm này nó mất đi cái lòng chân thành, nó mất đi cái lòng chí kính, nó mất đi cái sự thương tưởng của chư thiên long hộ pháp, mất đi sự giá trị của A Di Đà Phật, làm cho chúng ta không cách nào vượt qua ách nạn của nghiệp chướng. Cho nên mong chư vị hiểu được như vậy, cái vững vàng hôm nay chúng ta một lần mà niệm câu A Di Đà Phật, mình phải nghĩ là nếu không niệm câu A Di Đà Phật chân thành, nếu thực sự không tin, sau khi một vài tháng nữa, một vài năm nữa chúng ta phải gặp tử nạn,
Và sau cái tử nạn đó, xin thưa thật với quý vị, đời này tiếng tăm danh vọng gì đâu đó không biết, mà đời sau chúng ta gặp nạn trong tam đồ ác đạn là chuyện vô cùng dễ dàng, vô cùng dễ dàng. Đau khổ, đau khổ không cách nào có thể nói nên lời đấy. Mong chứ ai hiểu, vì cái huệ mạng của mình, vì con đường giải thoát của mình, xin chư vị với hàng phàm này, phàm phu này, không còn cách nào khác hơn là thành tâm chí thành, quyết làm quyết dạ, niệm Phật trở về Tây Phương. Chỉ có vậy mà thôi. Biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu người đã thành công rồi, biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu người đã vãng sanh rồi, biết bao nhiêu người đang ngồi đứng vãng sanh rồi. Mong chư vị phải hiểu, tự mình phải phán xét lấy cái vị trí của mình. Nhớ nhé, chúng ta đã tạo nghiệp nặng lắm rồi, nếu không nhờ câu A Di Đà Phật nhất định bị đọa lạc. Thì bây giờ đây xin như vậy, nhất định không được đi con đường đọa lạc mà đi con đường vãng sanh, nhất định vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chí thành chí kính niệm Phật tiếp nha các bà các má. Niệm Phật nha, kiên nghị quyết lòng vì thoát đọa lạc, vì vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, vì huệ mệnh của mình, vì sự thành đạo của chính mình, không vì một cái gì khác. Quyết lòng quyết dạ niệm Phật nghe chư vị nha. Chư vị đồng ý không? Đồng ý. Vỗ tay lên đi. Vừa như này, quyết lòng quyết dạ mà đi, không được thấy người này phê phán mình bỏ ra ngoài đời, gặp một người nào chê mình bỏ, mình bỏ thì mình theo đọa lạc. Đừng mong chờ những người chê đó tới cứu giúp mình nhé, tại vì những người chê là những người phỉ báng Phật pháp, chính họ, họ cứu họ không được, làm sao cứu được tới mình. Mong chư vị nắm cho vững như vậy mà kiên định niệm Phật, thành tâm niệm Phật, quyết lòng trở về Tây Phương Cực Lạc nha. Đồng ý không? Đồng ý. Vỗ tay. A Di Đà Phật. 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 A
Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di
Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
di đà a 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 di đà Giờ ông xin nhắc lại những điểm mà thường khi chúng ta vướng phải, đơn giản, gần gũi nhưng mà lại ảnh hưởng rất nặng nề, có thể làm mất phẩm sanh. Ở đây có ai nhớ tới những điểm nào mà mấy lần trước mình nhắc qua chưa? Những điểm gì? Sợ chết. Có nhiều người không dám nguyện vãng sanh thì nghĩ đến cái chết là sợ. Chư vị sợ chết, bây giờ có niệm Phật cũng không được vãng sanh. Bây giờ chư vị có tu từ nhỏ đến lớn 80 tuổi, 50 năm tu hành cũng không được vãng sanh. Tại vì chư vị phải nhớ đó là cái quy luật của đường vãng sanh. Muốn vãng sanh là phải bỏ cái thế giới này, phải bỏ cái thân nghiệp báo này, bỏ cái tu tịch này thì mới có cái cơ hội trở về Tây Phương nhận cái thân Bồ Tát. Như vậy ngày nào còn sống chúng ta còn niệm Phật, ngày nào ra đi chúng ta phải tự tại, chứ không ai bắt chư vị phải bỏ ăn bỏ uống mà tự tử đâu nha, không được nha. Mà gặp bệnh nặng xuống mà còn lo sợ chết, còn niệm Phật cầu cho hết bệnh, niệm Phật cầu cho hết nghiệp, nhất định mất vãng sanh. Nhớ cho kỹ đấy. Chấp trước bỏ, nhất định không ghét người này, nhất định không chê người nọ. Còn chê là còn chấp, còn chấp thì còn bám theo nghiệp, bám theo nghiệp thì mất, bám vào cõi Tây Phương đấy. Nhớ cho kỹ, những điểm này rất là nhỏ nhặt, không có gì đạo lý cao siêu cả. Cụ Hoa Tâm có nghe con nói không? Vẫn là nghe. Nhớ, mình ghét một người, âm thầm mình ghét, không ai biết hết, nhưng mà Phật biết, nhưng mà chư Bồ Tát biết, nhưng mà chư Thiên Lăng Hộ Pháp biết. Chư vị nên nhớ A-di-đà Phật thề cứu những người mà tội nặng phía trước địa ngục mà nghe lời Ngài, tin tưởng vững vàng, niệm danh hiệu Ngài vẫn được bản thân về Tây Phương cực lạc như thường. Nhớ cho kỹ, ta chưa xuống địa ngục thì ta quyết lòng bỏ con đường địa ngục đi, đấu tranh ganh tị ghen ghét nhất định bỏ. Dễ hơn nè, đơn giản. Dám nhắc lại như những điểm này chư vị mới nhớ. Bắt đầu từ đây chúng ta tu cho mình. Thấy một người nào làm sai, mình nghĩ rằng là trước đây mình cũng làm sai, cớ chi phải ghét người ta. Tự nhiên cái tâm từ bi, cái tâm thoải mái, cái tâm hiền lành nó mở rộng ra. Mình hiền lành chút chút thôi, lấy tâm thành về trên đó, mình trở nên là đại thượng thiện đấy, là người đại thiện đại lực. Phải bỏ những cái nhỏ nhỏ này đi. Nhớ kỹ nè, khi mình yếu đuối rồi, khi mình quyết lòng đi về Tây Phương cực lạc rồi, nhất định xin các cụ không được nghe những người bàn ra tán vào. Phải giữ cái tâm mình vững vàng,
Nếu chư vị nghe những người ở ngoài ta bàn ra tán vào, mình lung lay chí nguyện, thì dẫu cho hôm nay lên cái đường Zoom này, dầm nói lên nói xuống không biết bao nhiêu lần, nhưng mà chính mình, chính mỗi người mất phần bản sắc. Nhớ trực kỹ nha. Mình quyết lòng đi về Tây Phương rồi, thì hồi nãy giống như cô Diệu Nga, trước đó thì tu khắp cả. Khi bị ung thư rồi, có người khuyên can, khuyên nhắc rồi, chỉ còn có câu A-di-đà Phật mới thoát nạn. Cô tập buông hết suốt một câu A-di-đà Phật mà đi. Cô ta thấy A-di-đà Phật giơ tay vẫy chào. Chư vị đã có nghe một cái bà cụ cách đây 2 năm mà ngồi vãng sanh từ sáng đến chiều chưa? Một câu A-di-đà Phật mà đi mà được vậy đấy. Thành ra xin nhớ dặn dò con cái, hay là con cái phải bảo vệ ông bà cha mẹ mình. Khi cha mẹ mình yếu đuối, tuyệt đối không hoan nghênh chuyện là mời hết bạn tới bè, hết thân tới hữu tới bàn luận với người nhà của mình, bàn luận với cha mẹ mình. Tại vì người ta không biết được vãng sanh, thường thường người ta lôi cha lôi mẹ mình trở lại trong lục đạo đấy thì vững vàng mãi. Cho nên xin chư vị phải nhắc nhở cho kỹ, mà chính mình phải vững, còn cả phải bảo vệ. Chú ơi, mẹ con đang bệnh, mẹ con không muốn tiếp chuyện. Nếu chú niệm Phật tới niệm Phật với mẹ, còn không niệm Phật thì đừng nên để nào là nhân nghĩa phải trái bàn ra tán vô, coi chừng lung lay chí nguyện vãng sanh, tự mình không thoát nạn được đấy. Về ăn uống, trong pháp hộ niệm rất kiên cử ngũ tăng, hành tối hệ nén là những thứ rất là tốt kỵ. Mong chư vị nhớ cho kỹ, nếu chư vị còn dùng cái chất này không bao giờ có hy vọng Thiên Long hộ pháp tới bảo vệ đâu nha. Không bao giờ có hy vọng chư Bồ Tát gia trì đâu nha. Cụ Hồ Tâm có nghe con nói không? Đây là lời Phật dạy. Giỏi, hay quá. Đây là lời chư tổ dạy. Và cái quy luật hộ niệm nhắc nhở như vậy. Nếu chư vị nghĩ rằng là mình không còn chư Thiên Long hộ pháp thì chư vị muốn làm gì làm. Không còn tới ban hộ niệm thì chư vị muốn làm nào làm. Nhưng mà vì ông nghĩ rằng là cụ Hồ Tâm cũng phải cần người hộ niệm, chính vì ông này cũng cần người hộ niệm như thường, cho nên vì ông đã cử kiên lắm rồi. Hồi trước không biết thì ăn xá lá, bây giờ biết rồi không dám ăn nữa. Để chi? Để cho cái gọi là cái máu huyết chúng ta thanh bạch. Nhờ như vậy mà các ngài mới tiếp xúc. Còn chúng ta dùng cái chất tối hành hệ đó, thiên thần thì không tiếp với ta, mà ác thần thì đến với ta nhiều lắm, mà so đến với ta nhiều lắm. Thực sự phân thân ra chủ dễ dàng hơn nữa. Chính vì thế mà mình được vãng sanh là nhờ chư Thiên Long hộ bảo vệ, chứ không phải là nhờ cái ban hộ niệm tới ta bảo vệ. Ban hộ niệm tới nhắc nhở, chỉ đường dẫn lối, mình làm đúng để mình được đi, cho ngôi ban hộ niệm có cái lực gì. Nhớ là ban hộ niệm không có cái lực gì mà cứu mình được. Mong chư vị hiểu được như vậy, cố gắng nhất định đi cho đúng, chuẩn bị vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Xin chư vị nhớ, một ý niệm thương con nhớ vợ, mất vãng sanh đấy.
thương nhà nhớ cửa, mất vãng sanh đấy. Thương cái danh cái phận gì, coi chừng mất vãng sanh đấy. Vạn duyên buông xuống chư vị ơi, nếu thực sự chư vị muốn một đời này thành tựu. Như vậy chư vị có muốn thành tựu hết không? Muốn. Cụ dựng cho muốn là muốn bản thân không? cụ Nguyễn Văn Dựng á, cụ ha, cụ đang ở đến trên màn đó, cụ muốn bản thân không? Thôi mong chư vị quyết làm thành tâm nữa, niệm Phật một thời nữa, nhớ ngang kiên định lập trường, tự mình cứu lấy đời mình. A Di Đà Phật luôn luôn phóng quang tiếp độ. Người nào thực tâm thực chí thực tình muốn đi, nhất định Phật không bỏ. Người nào không thực tình, người nào không quyết chí, người nào còn dụ dữ, thì đây là tự mình tự nguyện ở lại trong lục đạo luân hồi chịu khổ, chứ không phải Phật bỏ ta. Đây chính là ta bỏ Phật. Nên mong chư vị nhớ, đừng bỏ Phật nghe, nhất định đi theo A Di Đà Phật trở về Tây Phương Cực Lạc, không được đi lang thang nữa. Các cụ đồng ý không? Đồng ý. Đây. Rồi bây giờ niệm Phật tiếp, giờ niệm chí thành nha chư vị nha. Từ mỗi người phải trả lời mình chí thành hay không đây. A Di Đà Phật. 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 A Di Đà A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
Di Đà Phật. A 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 Di Đà Phật.
di đà phật a 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 di A di đà phật 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 Thôi bây giờ mình hồi hướng công đức các cụ ha. Các cụ quyết lòng về Tây Phương Cực Lạc hết không? Quyết lòng. Các cụ nào muốn ở lại đây không? Không. Để hỏi tất cả các đàn ngàn hỏi đàn ngàn con nè. Bây giờ nó hỏi lại này, các cụ có vui vẻ trở về Tây Phương Cực Lạc không? Đó. Ở đây khổ lắm. Ta bà khổ, ta bà khổ, thùy năng sổ. Có nghĩa là ở tại cõi ta bà này khổ quá, chư vị ơi, về Tây Phương, tịnh độ lạc, tịnh độ lạc, thùy năng giác, ở trên cõi Tây Phương sướng quá đi, mà tại sao không có người giác ngộ mà về, ở đây khổ tại sao mình không thấy, mà lo lắng mà buồn rầu mà không chịu giúp nhau. Chư vị nhớ chưa? Giúp nhau vãng sanh Tây Phương Cực Lạc hết. A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí đang chờ chúng ta trên đó. Ông bà cha mẹ chúng ta có những người đã về trên đó rồi, đang chờ chúng ta trên đó các cụ ơi. Cho nên muốn gặp tổ tiên, tốt nhất là đi về Tây Phương mới gặp. Nhớ cho kỹ ngang các cụ. Các cụ mà nguyện đi theo tổ tiên thì không gặp được tổ tiên đâu. Tại vì mỗi người mỗi nghiệp, đọa lạc rồi thì vô trong tù người ta đóng cổng lại, không cho liên lạc đâu. Người ta hành hạ mình khổ từ đời này qua đời nọ. Nhớ nha, về Tây Phương thành đạo mới gặp được những người cha của mình đã về đó trước. Về Tây Phương Cực Lạc mới có cái thần thông đạo nhẫn mà biết được ông bà cha mẹ mình đọa lạc ở đâu mà tìm cách cứu độ nhau. Nhớ không? Các cụ nhớ không? Chứ đừng có xấy nha. Thôi bây giờ xin chư vị hồi hướng công đức về Tây Phương, hồi hướng công đức cho chư vị oán thân trái chủ, cho những người mà chúng ta làm sai lầm với họ, nguyện họ cùng với ta hộ niệm cho nhau, niệm Phật với ta, cùng nhau trở về Tây Phương thành đạo, cùng nhau thoát khỏi cảnh đọa lạc khổ đau này. Các cụ đồng ý không? Đồng ý. Đồng ý thì vỗ tay. Vỗ tay cho mạnh mạnh một chút nữa rồi không hết. Nhớ nha. Rồi, quyết định ngang cụ nha. Tất cả mọi người đều vỗ tay là phải yểm trợ nhau. Nhắc nhớ lại là các đạo tràng, những nơi nào có người nào bệnh, mình phải hết sức mà giúp đỡ nhau, hộ niệm như người thân của mình.
Và nếu chư vị thông báo với Diệu Âm thì Diệu Âm liền thông báo với khắp nơi trên thế giới, người ta cùng nhau hồi hướng công đức giúp cho người đó thêm phước để trở về Tây Phương. Đừng có nên âm thầm, nhớ cho kỹ, phải coi bạn đồng tu như người thân của mình, coi những người mà có duyên niệm Phật giống như là bà con thân thuộc của mình, tại vì tất cả bao nhiêu người này là toàn là bà con thân thuộc với nhau hết, cho nên đời này chúng ta mới kết bè với nhau mà giúp đỡ nhau vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc đây. Các cụ có đồng ý không? Đồng ý. Đồng ý thì vỗ tay. Rồi, nhớ kỹ nha. Rồi, xin cho vị mình chắp tay lại hồi hướng công đức. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này, nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật tịnh độ, trang nghiêm Phật tịnh độ, hồi hướng cho hương linh huỳnh thị cúc pháp danh đồng hoa, hồi hướng cho hương linh huỳnh thị cúc pháp danh đồng hoa, được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, hồi hướng cho chư vị pháp giới hữu duyên, hồi hướng cho chư vị pháp giới hữu duyên, với tất cả chư vị ở trên đường Zoom, với tất cả chư vị đang trên đường Zoom, nguyện mong chư vị phát tâm niệm Phật, nguyện mong chư vị phát tâm niệm Phật, nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc, nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc, sớm thành Phật đạo, sớm thành Phật đạo, độ tận chúng sanh, độ tận chúng sanh, hướng đời an vui Cực Lạc, hướng đời an vui Cực Lạc, trên đền bổn ơn nặng, trên đền bổn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ, dưới cứu khổ tam đồ, nếu có ai thấy nghe, nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, hết một báo thân này, đồng sanh nước Cực Lạc, đồng sanh nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nha. A Di Đà Phật. Chịu không? Chịu. Vui không? Mong cho tất cả các cụ ai ai cũng vãng sanh hết. Nhớ đừng có sơ suất, nhớ phải giúp đỡ lẫn nhau. Các đạo tràng nào mà yêu thì nên thông báo cho dòm biết. Nhiều khi dòm ở đây mà có thể liên lạc tới khắp nơi giúp cho chư vị đây, để mà tìm người tới hộ niệm cho chư vị đây. Nhớ nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Chúng con vô cùng là hoan hỉ, vô cùng là biết ơn lão cư sĩ Diệu Âm đã làm cho niềm tin của chúng con cũng như là các cha, các má, các chư vị vững vàng hơn, rõ ràng hơn. Con hỏi các cha các má đã vững vàng chưa? Nếu mà vững vàng thì cho một tràng vỗ tay thật lớn lên ạ. Quyết tâm đi về Tây Phương nhá, các ba các má nhá, các chư vị nhá. Quyết tâm A Di Đà Phật. Nhưng mà đường vãng sanh là các cha các mẹ
các ba, các má, các chư vị phải làm đúng những lời mà lão cư sĩ Diệu Âm đang hướng dẫn ở đây. Bởi vì những người mà mất phần vãng sanh là do làm sai, có sơ suất, làm không đúng những cái lời hướng dẫn này. Các cha, các má, các cụ có đồng ý là như vậy không? Đồng ý thì vỗ tay lên cho chúng con. Đấy. Rõ ràng là như vậy rồi. Cho nên là các cha, các mẹ, các ông, các bà phải làm đúng, làm đúng theo những lời hướng dẫn này. Nếu mà ai làm sai thì người đó rất là dễ mất phần vãng sanh. Cho nên những cái lời hướng dẫn này vô cùng là quý báu, vô cùng là chính xác, vô cùng là cụ thể. Ai vững vàng, ai làm đúng theo, người đó được vãng sanh. Ai làm sai, ai sơ suất, người đó mất phần vãng sanh. Có đúng không các cha các mẹ? Có đúng không ạ? Đúng thì cho con người già vỗ tay đi. Đúng ạ. Rồi. Vững vàng lên nhé. Bây giờ chúng con mới thấy vô cùng là quý báu từng lời của lão cư sĩ Diệu Âm vắt từ trái tim mình. Rõ ràng, cụ thể rồi. Tất cả là vì các cha, các mẹ, các ông, các bà, vì chúng con, nên chúng con cũng thành tâm cảm ơn công đức của lão cư sĩ Diệu Âm, thành tâm khẩn nguyện tất cả các chư vị, các ông, các bà hãy trân quý cái cơ hội này, hãy làm theo những lời hướng dẫn này, đừng sơ suất, đừng sơ suất. Lão cư sĩ Diệu Âm dặn chúng ta, những đạo tràng nào, những ban hộ điểm nào mà còn yếu, hoặc là còn vì một vấn đề gì đó, hoặc các cha, các mẹ chưa có ban hộ điểm, các gia đình cũng lên liên lạc với lão cư sĩ Diệu Âm, để lão cư sĩ Diệu Âm sẽ liên lạc, sẽ chỉ bày, sẽ giúp đỡ các chư vị, sẽ liên lạc cho các ban hộ điểm để đến giúp các cha, các mẹ, các ông, các bà. Đừng bỏ qua cơ hội này. Xin tất cả các chư vị hãy trân quý đấy, những cái lời căn dặn thiết tha này. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng con một lần nữa vô cùng là hoan hỉ, cung kính, biết ơn công đức của lão cư sĩ Diệu Âm đã từ bi hướng dẫn các cha, các mẹ, các ông, các bà cùng với chúng con để một đời này tránh đi được những sơ suất, để một đời này làm đúng theo lời Phật dạy, làm đúng theo lời Tổ dạy, để một đời này ai cũng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Xin đại chúng cho một tràng vỗ tay thật lớn để cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, chúng con xin kính chào chư tôn thiền đức tăng ni, kính chào lão cư sĩ Diệu Âm, kính chào tất cả các cha, các mẹ, các ba, các má, các cụ, các ông, các bà, các đạo tràng, các chư vị niên hữu đồng tu, và hẹn gặp lại trong thứ sáu tuần tới. Nếu mà chư vị nào, đạo tràng nào còn đăng ký tên để tham gia buổi thực tập hộ niệm này, xin các chư vị ở lại một chút để đọc lên cái danh tên để chúng con ghi vào danh sách. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.